chiều nay 25 Tết Nguyên Đán, lượng người dân về quê tiếp tục tăng cao. Nhiều tuyến đường tại các tỉnh, thành phố lớn ùn ứ kéo dài, người dân và các phương tiện phải rất vất vả lưu thông. Tại Hà Nội, ghi nhận ở các bến xe, lượng khách tăng dần theo ngày. Hành khách về quê kỷ Tết sớm chủ yếu là lao động tự do, sinh viên các trường đại học. Trong khi đó, các tuyến đường vành đai hướng ra cửa ngõ thủ đô ùn tắc nghiêm trọng, diễn ra hầu hết mọi thời điểm trong ngày. Các trục đường chính thuộc cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh như đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, khu vực Trảng Bom Đồng Nai hay khu vực Phà Cát Lái ùn ứ kéo dài nhiều cây số, giao thông thì quá tải nhiều giờ liền. Tuy nhiên, do quá tải phương tiện từ đoạn cuối cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh và đường dẫn ra cả ba quốc lộ 1 vẫn kẹt dài. Lực lượng chức năng luôn phải túc trực để điều tiết phân luồng giao thông. Càng về chiều tối thì tình trạng ùn ứ càng gia tăng, nhưng người dân về quê càng nhiều. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng bắt đầu tăng cao. Mọi kịch bản cho tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất được ngành hàng không dự liệu. Song hành khách vẫn phải chật vật vì lý do bất khả kháng. 150.000 khách một ngày là sản lượng cao nhất dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Thế nhưng, chỉ riêng hôm qua, có hơn 900 chuyến bay phục vụ, sắp xỉ 130.000 lượt khách đi đến, rơi vào cảnh ùn ứ quá tải. Hôm nay, lượng khách quốc nội qua Tân Sơn Nhất tiếp tục đông, với hơn 60.000 khách. Riêng tình trạng chậm chuyến bắt đầu phổ biến từ hôm 1 tháng 2, do ảnh hưởng thời tiết xấu ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Nhiều chuyến bay trễ từ 1 đến 4 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến, dẫn đến trễ chuyến liên tục, hành khách ở sân bay bắt đầu ùn ứ. Phải giải quyết dứt điểm là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khi đi vào điểm nóng sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều qua. Đoàn của lãnh đạo bộ đột xuất kiểm tra sau khi xảy ra tình trạng chậm quản chuyến hàng loạt gây bất tiện cho người dân.